4 tháng 7 đến 17 tháng 7 thì tại bãi sau khu vực cột cờ này, đây là trung tâm chính của lễ hội. Bây giờ nước đang lên anh chị ha. Hôm nay là bao nhiêu? 48 mèo. Mèo hả? Trời. 1975. Vậy là cô nhỏ hơn cháu là 2 tuổi. Quá dưỡng rồi. Bán lên mấy giờ nghỉ? Hay chừng nào hết thôi. À, rồi. Trả lời người ta là có lấy không? À. Dạ, xin đi đồng mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh xin đi đồng. Trước mặt anh chị đó là khu vực bãi sau, bãi Thùy Vân. Và xa xa thì chúng ta thấy Hòn Bạc. Bây giờ khoảng 14:30 phút ngày 3 tháng 7 2022, vào chủ nhật cuối tuần. Xin đi có về thăm gia đình, sẵn tiện thì xin đi cũng muốn cập nhật hình ảnh tại bãi sau gửi anh chị và các bạn, nhân tiện thì cũng cập nhật những cái lễ hội trong tháng 7 này. Nếu anh chị thu xếp thời gian dẫn gia đình đi tắm biển, sẵn tham gia lễ hội luôn anh chị ha. Với video clip này thì Sunny sẽ đi dạo biển cùng với anh chị, coi cảnh sóng biển, coi người dân tắm biển. Đa số bãi sau là khách du lịch tắm anh chị. Thường ngày vào buổi chiều chủ nhật du lịch về hết đó chị, nhưng mà đây là mùa hè nên chúng ta thấy những hình ảnh rất là nhiều người vẫn còn ở lại Vũng Tàu, lưu luyến biển Vũng Tàu, lưu luyến bãi sau, đùa giỡn với sóng nước, nên mình thấy cũng đông vui anh chị. Sẵn cái dịp về Vũng Tàu, Sunny cũng cập nhật cho anh chị và các bạn. Và đây trước mặt là anh chị ha, Hòn Bạc. Đây là những cái khách sạn men theo con đường Thùy Vân. Ngày xưa là cái khu vực công viên phía trước mặt đó, đó là cái nhà hàng tư nhân, dạo này nó trở thành công viên. Đây là cái quảng trường cột cờ ngay chỗ ngã ba con đường Thùy Vân và Hoàng Hoa Thám. Thì cũng cập nhật cho anh chị và các bạn trong trung tuần tháng 7 này, từ 14 tháng 7 đến 17 tháng 7 thì tại bãi sau khu vực cột cờ này, đây là trung tâm chính của lễ hội. Cả hàng trăm gian hàng ẩm thực các vùng miền diễn ra trong tuần lễ đó, 14 đến 17 tháng 7 anh chị ha. Và nó có thêm nữa DJ show đó, chơi nhạc, âm thanh ánh sáng rần rần, và lễ hội bia. Tất cả các nghề thủ công mỹ nghệ khác nữa trưng bày ở đây. Nói chung là khu vực bãi sau trở thành một cái nơi rất là vui nhộn trong tuần lễ đó. Cái gì anh chị thu xếp công việc, Sunny cũng vậy. Nói như thế thì Sunny cũng thu xếp để về gửi anh chị những hình ảnh mới nhất lễ hội đó, gửi tới anh chị và các bạn. Đặc biệt gửi tới cô chú anh chị có kỷ niệm Vũng Tàu mà đang định cư ở nước ngoài đó, không có về được, hoặc là ở tỉnh những nơi xa xôi có kỷ niệm Vũng Tàu không về được, thì Sunny sẽ gửi những hình ảnh đó cho anh chị ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Đây, cái khúc này là ngã ba nè anh chị. Ngã ba Hoàng Hoa Thám và Thùy Vân đó. Còn mé bên phải đó là những cái rừng dương ngày xưa, cái động cát rừng dương bạc ngàn. Và chúng ta từ đây có thể xuất phát để đi tới một ngôi trường của anh chị ở xóm vườn, xóm lưới ngày xưa học ở trường Đinh Tiên Hoàng, trên một cái đồi cái động cát rất là đẹp, trên đồi dương bao quanh, một hình ảnh rất là khó phai. Sunny có thường những cái buổi mà trốn học thường vào rừng dương lấy tấm ván trượt xuống động cát. Đây là khu vực bãi sau. Sunny bây giờ sẽ xuống dưới bãi cùng gửi anh chị những hình ảnh nha, coi người dân du lịch tắm như thế nào. Rất là vui, Vũng Tàu rất là đông khách du lịch. Mặc dù là dịch cúm thì nghe cũng cảnh báo này cảnh báo kia BA5, nhưng mà
người dân cũng đỡ lo lắng rồi anh chị. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi ngắm biển nha anh chị. Vũng Tàu thì có nhiều món rất là ngon, đặc biệt là hải sản. Rồi, bây giờ mình xuống nha anh chị ha, xuống biển. Mỗi lần mà đi Vũng Tàu mà tự nhiên không có đi xuống bãi biển thì nó thiếu thiếu một cái gì đó. Và đây là một cái bảng giá niêm yết anh chị ha. Đối với phao, ngày xưa thì đối với Vũng Tàu thì Sunny cũng rất là ngại giới thiệu. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh chị thấy dù biển nè, thứ hai đến chủ nhật, ngày lễ và Tết giá cả thì nó khác. Để đi sát sát lại để anh chị đứng chút xíu để anh chị cập nhật giá nha. Cái này đơn vị là Việt Nam đồng nha anh chị ha, bảng giá. Rồi, có thể là ngừng chút xíu để anh chị cập nhật giá, niêm yết rõ ràng, không có chặt chém giống như xưa nữa. Bây giờ chặt chém là coi như rút giấy phép kinh doanh là nghèo luôn đó. Rồi, bây giờ mình xuống biển. Biển ngày hôm nay thì mình thấy rất ít là mặc bikini anh chị. Mặc bikini, chỉ có bikini chỉ vào những cái resort thôi, hồ bơi resort thôi mới có những cái cảnh bikini đó. Chứ ngày hôm nay thì không có bikini đâu. Thấy người ta tắm biển là mình cảm thấy vui trong lòng rồi anh chị. Bây giờ thì những cái địa điểm mà cho thuê dù thì ở đây ngày xưa anh chị nhớ là ăn nhậu đầy, nhưng mà bây giờ thì không cho phép. Chỉ uống nước ngọt, uống lon bia vậy thôi. Ngày xưa là đem nồi niêu son chảo ra đây, bãi biển là càng là rác không. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh chị thấy nó không còn rác nữa, hoặc là rất là ít rác. Tại vì người dân người ta đi vệ sinh hàng ngày. Sóng mà đánh vào chó xanh mắt mèo vào. Ô, đứng đây. Nghe tới sóng biển là cảm thấy lòng nhẹ nhàng. Cái hướng này là mé bên phải xa xa đó là núi ở khu vực Long Hải gì, Long Hải Phước Tỉnh đó, cái hướng về Chạy Nhái. Chạy Nhái bây giờ bãi biển Vũng Tàu chỉ có cái khu vực bãi biển Chạy Nhái là nó còn hoang vu thôi, rừng dương hoang vu, nó còn những cái nét ngày xưa. Thì hôm nào Sunny sẽ về ở lại đêm, có thể là thực hiện một cái đêm cắm trại ở Chạy Nhái, ban ngày sẽ gửi anh chị những cái nét động cát rừng dương ngày xưa. Bây giờ nước đang lên anh chị ha. Sóng sâu bờ. Bãi sau thì tắm thì nó cũng hơi nguy hiểm. Tại vì nó có những cái dòng xoáy. Bãi trước thì an toàn hơn. Nhưng mùa này á, đặc biệt là những mùa hè tháng 7 này á, thì bãi trước thì nó sóng, bãi sau như thế này là im lắm rồi chị. Nước biển nước đang lên. Đó,
người đẹp. Người đẹp làm một kiểu. Cũng vui chứ, mùa hè thì mới đông như thế này. Chứ ngày xưa thì giờ này khách du lịch về Sài Gòn hết rồi. Rồi, thôi chúng ta đi nha anh chị. Ờ, chỗ kia đông quá kìa. À, xin lặp lại, lễ hội ẩm thực có hàng trăm gian hàng ẩm thực tất cả các vùng miền. DJ show, lễ hội bia tại khu vực bãi sau diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 7 anh chị ha. Ngày xưa thì ở bãi sau này có lễ hội thả diều, lễ hội festival diều quốc tế, nhưng mà qua 2 năm dịch cúm thì lễ hội diều thì không còn nữa. Thì hy vọng rằng lễ hội diều sẽ thực hiện trong tương lai. Lễ hội diều thì rất là đẹp. Chúng ta đi ở nước. Nếu mà anh chị xem kênh Sunny thường đó thì anh chị biết là năm trước, năm 1975 là Sunny ở khách sạn Tháng 10 đó. Đó là một cái làng cấp nhà cho các quân nhân của thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà sau năm 75 thì nó trở thành một khách sạn Tháng 10 nên không còn ở đó nữa. Thì ngày trước nghe người lớn kể á, thì những chiếc tàu vào đây, cái thời gian biến cố đó anh chị, về vào đây nè, rồi thế là rước lên tàu lớn để đi. Nhưng lúc đó thì thật sự mà nói anh chị, lúc đó chỉ có 2 tuổi thôi, còn nhỏ quá, nên không có thể nào đi được anh chị. Thế nếu mà đi thì chắc giờ cũng trở thành Việt Kiều rồi, Việt Kiều hồi hộp rồi. Đối với những hình ảnh này thì đối với người con xứ biển thì nó thường anh chị, nhưng mà đối với người không phải là xứ biển, nghe tiếng sóng biển nè, rồi đào cát rồi vân vân, thích lắm.
Trời mới mưa xong anh chị. Mưa xong là tạnh, tạnh xong là mưa. Nhưng mà được có một cái là mỗi lần mưa thì anh chị nhớ cái không khí nó hơi lạnh, se se lạnh, nhưng mà khi mà xuống biển rồi nó ấm lắm anh chị, ấm lắm. Tắm vui gì ha, quá vui. À, quay hướng biển để anh chị nhìn rõ hơn. Mưa bắt đầu lất phất rồi anh chị. À, ngày xưa thì anh chị mà còn khi mà anh chị xuống Vũng Tàu thì một năm thì thường thường đi tắm biển mấy lần. À, có thường đi Vũng Tàu hay không? À, cảnh tắm biển Vũng Tàu ngày xưa và ngày hôm nay có khác hay không? Ví dụ xin đi cập nhật cho anh chị. Ngày xưa đó chị có những cái ruột xe là ruột xe làm cái phao, nhưng mà ngày hôm nay thì nó thay đổi. Cái phao đơn giản là một tấm mút hoặc là cái ruột xe như thế này thôi. Nhưng mà bây giờ thì có rất là nhiều sự lựa chọn. À, phao, phao con ngỗng, con vịt, ôi thôi đủ thứ hết. Trời bắt đầu chuyển mưa rồi, mưa lất phất bay. Rồi bây giờ Sunny sẽ đi lên con đường biển thì nó cứ như thế, anh chị kéo dài như thế, người dân thì nô đùa với sóng biển. Thấy một cái anh chụp hình vào những năm 80 đến 90 thì những anh chụp hình ở bãi biển này rất là giàu, rất là khá. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh chị biết không biết nghề gì, vẫn theo nó bám theo cái nghề, máy ảnh thì bám theo cái nghề chụp hình thôi. Thì bây giờ anh chị có điện thoại thì đâu có ai mà phải đi chụp hình dạo như thế này anh chị. Một công việc rất là khó khăn, vất vả. Mà một số người vì cái ngày xưa mà chụp hình được bỏ nghề đi làm, mua máy chụp hình ra biển chụp hình. Nhưng mà ngày hôm nay thì không có ai chụp hình hết, nhìn thấy cũng tội. Tại Sunny thì Vũng Tàu nên có quen một số chú mà đi chụp hình biển mà
kể lại những cái thời hoàng kim ngày xưa. À, rửa mà hồi xưa rửa phim đó anh chị, chứ bây giờ đâu phải digital đâu, rửa phim đó, cái thời rửa phim đó, chùm mền rửa phim đó, rửa hình đó. Bây giờ có digital rồi. Rồi, sau khi cập nhật biển xong thì Sunny sẽ đi lên con đường, đi men theo cái công viên để anh chị nhìn ngó ha, cập nhật Vũng Tàu ngày hôm nay. Khu vực này là cái khu vực tương lai là không còn. Tại vì ngày xưa ở đây là một cái khu dịch vụ du lịch như là nhà hàng, khách sạn dọc biển. Nhưng mà tương lai thì nơi đây thì nó không còn những căn nhà này nữa, nó trở thành một cái công viên và toàn bộ coi như là giải tỏa trắng luôn anh chị. Không còn những cái nhà dọc biển như thế này, mà điều đó Sunny cảm thấy rất là hay. Nếu mà gì đi biển mà chúng ta không thấy biển đâu thì nó rất là kỳ. Hay chứ. Rồi chúng ta lên đi trên đường nha anh chị. Đây là khu vực tạm thời để giữ xe cho khách du lịch. Rồi chia sẻ thêm với anh chị. Phía trước của anh chị đó thì khi mà đi sâu vào bên trong, đây là một cái xóm làm khách sạn, làm dịch vụ ăn uống khách sạn. Nếu mà anh chị ở lâu ở khu vực này đó, đây là làng công chức. Và trước đó ngày xưa thì ở đây có một cái sân banh. Sân banh dọc trên con đường. Và sâu vào là công chức, nó có những con đường đồi đồng cát để đi ra ngôi trường Đinh Tiên Hoàng. Trên con đường Đinh Tiên Hoàng mà ngày hôm nay nó có tên là Võ Thị Sáu. Rồi hướng này là chúng ta về cái rừng Dương với khách sạn tháng 10 là làng Hương Phế Binh năm xưa, về khu Chí Linh, đồi Ngọc Tước, nơi đóng quân của Úc Đại Lợi ngày xưa, động cát rất là lớn, rừng Dương Bạc Ngàn. Rồi, đây là hệ thống khách sạn anh chị. Chuẩn bị lại mưa bay bay trên thành phố biển. Đây một cái công viên mà trước kia nó là cái dãy nhà hàng tư nhân thôi. Thấy như thế này, Vũng Tàu như thế này thì xin đây cũng rất là vui. Vui cho bà con làm dịch vụ du lịch. Hy vọng rằng năm 2022 nó trọn vẹn. Mặc dù thì nó có những cái khó khăn trước mắt, nhưng mà trọn vẹn anh chị. Chứ mà nhớ lại năm trước giờ này khổ lắm. Năm trước nữa giãn cách. Rồi không cho tụ tập. Nói chung là từ tỉnh này qua tỉnh kia là không đi được. Trời, cái khu khách sạn này nè. Sunny gọi một cái đùa, một cái câu là ế bà cố te tư tơi tả. Nhưng mà ngày hôm nay thì mọi việc đã trở lại bình thường. Tất nhiên cuộc sống thì khó khăn đó, xăng lên, vật giá leo thang,
nhưng mà như thế này thì cũng vui rồi, từ từ sẽ hồi sinh thôi. Anh chị thấy đường phố Vũng Tàu ngày hôm nay như thế nào? Sạch sẽ anh chị ha. Ở dưới là lót đá hoa cương. Rồi có những cái máy bán hàng tự động, bỏ tiền vô anh chị, thế mình chọn thôi, chọn cái lon nước mà yêu thích. Và đặc biệt thì thùng rác, toilet công cộng khắp nơi. Tất nhiên là hoàn toàn toilet miễn phí anh chị. Toilet miễn phí, cảm ứng. Bây giờ mình xuyên ra qua rừng dừa nha anh chị. Nơi đây thì tương lai cũng cũng giải tỏa luôn, trở thành công viên giống như rừng dừa thôi. Và cách một đoạn biển thì có một cái trạm cấp cứu bờ biển. Tại bãi sau thì tắm thì nó cũng hơi nguy hiểm hơn so với những bãi trước, nó có những cái dòng nước xoáy, nó xoáy nó tạo thành cái hố. Người biết bơi thì bình tĩnh, đang đứng ở ngay chỗ con tới ngực thôi hay là tới lưng quần thôi, tự nhiên nó hụp xuống một cái nước ở đó nó xoáy, nó tạo thành cái xoáy người ta quảng quơ vào, thế là đuối. Nếu bình tĩnh thì không sao anh chị, bình tĩnh thì nó đá văng ra, nhưng mà đâu có ai biết được, đâu có ai ngờ sao bình tĩnh được. Thứ bảy, thường thường thứ bảy tối thứ sáu và thứ bảy là đông nhất. Chủ nhật thì mùa này còn đông, nhưng những cái mùa khác thì nó vắng, tại vì các em phải về đi học, bậc cha mẹ phụ huynh là phải về đi làm, nhưng mà hè thì nó cũng cẩn còn đông. Rồi chúng ta lang thang trong cái rừng dừa. Ở đây biển thì dừa ở đây nó cũng không được tốt anh chị, nó bị cháy lá hết rồi. Ở đây thì có thể là trồng dương thì nó hay hơn, trồng dương hoặc là trồng bàng nó chịu, bàng rất là tươi tốt, hoặc là dương trắng gió. Dừa thì nó la đà đẹp nhưng mà thấy nó cháy lá hết rồi. Đó, đây là một cái công viên mô hình mô phỏng tương lai thì bãi sau thì như thế này. Lâu lâu thì có trạm cấp cứu và lâu lâu có những cái dịch vụ như là những điểm bán nước ngọt, bán kem, bán những cái vật dụng như là phao, đồ bơi, chứ không có kinh doanh tùm lum tùm la nhà hàng, khách sạn che chắn cái hướng biển. Nó mất hay đi. Cụ thể tất nhiên là Phú Quốc thì dạo này thì nó có rất là nhiều cái nơi rất là đẹp, nhưng mà anh chị nếu mà đi Dương Đông thì anh chị sẽ thấy ngay chỗ Vinh Cầu đó, tới biển mà không thấy biển, tới biển mà không được tắm biển, hàng dài những khách sạn che chắn tầm nhìn, làm sao mà thấy biển được. Không, cái này đủ, nó làm cái sang trọng.
chồng. Rồi, chúng ta quay lại quảng trường cột cờ. Đây là cái điểm nhấn anh chị nhớ nha. 14 đến ngày 17 tháng 7 anh chị đi Vũng Tàu chơi. Là tất nhiên rồi. Tay bà giả bộ bắt tay là anh lấy cho anh bà thôi. Dạ. Lao lên giả bộ là thôi. Là sao? Bán cho chục cái tôm, mấy chục cái cơm đem qua Mỹ ăn. Rồi. Đây là bơi. Bán cho mấy chục tôm. Bỏ ai thì bỏ anh cầm lên giả bộ anh giả bộ lên. À giả bộ thôi phải không? Ừ. Cái 30 cây tôm nên mua. 30 cây tôm qua Mỹ ăn. Rồi. Nhiêu cây? 25 mà. 25 mà hả? Ừ. Cho một cây đi. Thôi. Trời. Thôi kệ ủng hộ một cây đi. Ngộ đi mới ăn đi xin. Bắt được lớp tiền rồi anh. Tới 2000 lọt. Dạ cảm ơn. Bắt được anh ơi. Bưng dậy chìm bố tươi chạy lên. Thấy ông ngồi đi rụm lơn lụm đồ. Thôi bán cây. Rồi bán cây. Okay. Cô bán ngày bán được kiếm được nhiêu tiền? Được 50 ngàn. Cô là người ở Vũng Tàu luôn? Ở Gò Công Tiền Giang. Ai về Vũng Tàu sống lâu chưa? Về hồi đó nhà rồi còn đây tới giờ. Em sống với bà chị á. Bà chị mới lấy chồng trên đây nè. Bây giờ nhà bây giờ mới chết hết lân lòi, bây giờ bà chị bà không có nuôi, thằng cháu nó nuôi em. Dạ. Thằng cháu nó bỏ tôm chiên này 20 ngàn một cây, mình bán lại như vậy. À đúng không? Rồi. Rồi. Không, để nó bỏ, nó kêu cái bà kia bà cắt đôi em với thằng khác rồi nó bán thiệt cơm đi anh. Nhiều sao vậy? 25 mà anh. 25 ngàn sao? Mua đi anh ơi. Rồi ngày kiếm được vài trăm? 50 à. Trời sao 50 à? Đồ ăn. Ở chợ hả? Ở đâu? Ở phòng chợ anh. Trời ơi. Có bối anh tôi gì? Thôi như thế này. Có duyên thì cô năm nay là bao nhiêu? 48 mèo. Mèo hả? Trời. 1975. Vậy là cô nhỏ hơn cháu là 2 tuổi. Đó anh hả? À tuổi sửu. Anh tuổi sửu cháu 50. À đúng rồi. Cháu 50. Cháu 50 có cái tài có lộc. Châu đã qua khỏi chuyện xui rồi. Trời ơi, châu sao cày như châu qua quá. Rồi, anh đã qua rồi. Ừ. Năm nay là năm con cọp, châu đã qua rồi. Ừ, rồi thôi, có duyên. Châu 10 đô hả? Dạ không. 10 đô là suy ra tiền Việt là nhiêu? Em không biết chữ. 23.000 mà nhân 10 đô là 230. Em biết chữ. Rồi, thôi, có duyên. Gửi dùng chị, dùng từ chị đi ha. Gửi chị 500 ngàn mua gạo. Rồi. Dạ rồi. Thôi chị khỏe nha. Nói chung là có duyên mình mới gặp nhau. Dạ. Thôi chị khỏe nha. Vậy là em lớn hơn chị 2 tuổi. Lớn hơn 2 tuổi. Con mèo dễ thương đó. Chị là con mèo con dễ mèo, thương. Con mèo 3-4 thằng đi cưới hỏi lời mà má kêu gà. Bây giờ má chết, ba chết hết chân rồi. Bây giờ một mình em giờ em làm cực quá lò hai chân gò cẳng nhất quá chịu ngồi. Bán lên mấy giờ nghỉ? Hết chừng nào hết thôi. À rồi. Trả lời người ta đâu có lấy đâu. À rồi thôi em cảm ơn. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Rồi. Rồi cảm ơn. Rồi anh. Thôi chị mèo khỏe nha. Dạ. Rồi ok chị mèo khỏe. Okay. Dạ ok. Ok la. Bye bye. Bye nha. Bye. Okay, number one mình tê. Rồi ok bye bye. Rồi. Chào chị. Rồi. Thấy rồi bữa nay là rớn ráng bán hết nha. Dạ. Đây, 25 ngàn. Thì thôi anh chị, cuộc sống mà. Gặp có duyên thì gặp nhau. Đây là một món quà của một bác KT hồi nãy quên nói. Xin đi chỉ là cầu nối thôi, anh chị. Cầu nối thôi. Chứ không phải làm từ thiện. Chỉ cầu nối. Nói giữa cái tình của bác KT với chị mèo. cũng quên hỏi nữa. Thôi mình cùng có duyên. Thấy cuộc sống người đó, thì đi chơi du lịch, người thì bám vào cái bãi biển này để mưu sinh. Anh chị thấy cuộc sống thì nó khó khăn như thế đó. Thôi, cảm ơn bác KT. Cháu thì cũng là cầu nối của bác. Hy vọng rằng chị mèo luôn lúc nào cũng khỏe,
duyên lành sẽ đến. Và cái thứ hai nữa, bà con buôn bán ở Vũng Tàu một năm trọn vẹn niềm vui, mua may bán đắt. Rồi anh chị yêu mến Vũng Tàu, nhớ ghé Vũng Tàu ủng hộ bà con. Tất nhiên nơi nào rẻ mình đến, nơi nào đúng giá, dịch vụ tốt mình sẽ đến. Còn nơi nào mà giá cả chặt chém, dịch vụ không tốt thì mình phải bài trừ, để cho cái du lịch càng ngày càng tốt đẹp hơn. Rồi, quảng trường cột cờ ngã ba Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám cũng nói lời tạm chia tay anh chị và các bạn. Nhưng cái clip này Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip sau. Để ủng hộ kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cái clip này đến với mọi người chưa biết kênh Sunny. Rồi, thân ái mến chào, nhớ đăng ký kênh Sunny nha, để theo dõi những cái video mới nhất nếu anh chị chưa đăng ký. Bye bye, hẹn gặp lại. Bây giờ không biết cái cây này ăn sao đây trời. Anh chị thấy rõ không? Tôm chiên. Rồi. Cầm cây tôm chiên. Giống khùng không? Rồi, chào anh chị. Hẹn gặp lại. Bye bye. Quay vòng.